Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 26 của bộ truyện Tiên hiệp đặc sắc Độc bộ Thiên hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 26 ngày sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói Lúc bây giờ Diệp Húc không khỏi sờn tóc gáy Hai gã vũ sĩ chân nguyên kỳ này Không ngờ chỉ mới một hiệp liền bị khẩu thất thải lưu ly trung luyện chết Ngay cả đường sống đều không có Đồng thời hắn lại hưng phấn vạn phần trong lòng Trộn rộn Cái thất thải lưu ly trung này Không ai tế luyện mà đã lợi hại như thế rồi Dựa vào uy năng tự thân liền dễ dàng luyện chết vũ sĩ chân nguyên kỳ tuyệt đối là một vu bảo hiếm có vu bảo trong đồng lô cốc này uy năng khẳng định vượt xa vu bảo bình thường đáng giá để mạo hiểm con người một khi trước mặt lợi ích cực lớn thường thường dễ liều lĩnh diệp phúc cũng không ngoại lệ vu bảo trong đồng lỗ cốc vô giá dù không chiếm được vu bảo đạt được vài món vu binh cũng cực kỳ quý báu làm hắn cam tâm tình nguyện mà mạo hiểm ở trong đồng lô cốc căn bản là không có khả năng im lặng dùng chu quá luyện hóa dược lực được nơi này là vùng vu sĩ tiến vào vu hồn để giao tranh rất nhanh sẽ tụ tập rất nhiều người tiền hạ thủ vi cường những vu binh vu bảo có thể thu được thì thu hết đi rồi nãy sau vậy Diệp Húc bước thẳng vào trong cốc. Vu Binh Vu Bảo ở ngoài đồng lô cốc không tập trung mấy, tuy nhiên có vô Binh vẫn cảm ứng được hơi thở của hắn. Đinh đinh. Hai luồng ánh sáng màu quất hồng bì va chạm vào nhau, nhanh chóng bay tới hướng hắn. Diệp Phúc tâm niệm khẽ động, hai con lam sắc giao long hiên ngang gầm lên, chui ra từ trong đan điền, cắt lên luồng sáng kia. Hai luồng ánh sáng đó run lên, không ngờ mở nguyên khí giao long của hắn ra, tiếp tục chém tới hướng hắn. Diệp Phúc hơi hơi giật mình, vũ binh trong đầu lô cốc tính chất vượt xa những gì hắn tưởng tượng thanh giao kiểu kích của hắn uy lực rất mạnh ngay cả vũ binh bình thường đều có thể bóp nát thật không ngờ lại không phải là đối thủ của hai thanh vũ binh này hắn dựng thân lên hai tay hóa thành long chảo đâm phá trời cao trực tiếp bắt lấy hai luồng ánh sáng màu quất đồng bì kia hai luồng ánh sáng này run lên dữ dội chấn lên khiến cho long lân trên bàn tay của hắn từng mảng từng mảng vỡ ra tiếng vỡ vang không dứt sau một lúc lâu hai luồng ánh sáng này mới dần dần an phận trở lại cũng là hai thanh vu binh kỳ quái hình chim én toàn thân màu quất hồng bì thi thoảng vẫn rung lên một cái dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn vậy ô oh, tài liệu rèn hai thanh huyết yến đao này thật không ngờ lại là hỏa tinh huyền kim đồ tốt thật sự là đồ tốt mà diệp húc đã đọc thuộc lòng cửu châu địa lý trí lập tức nhận ra tài liệu của hai kiện vu binh này là từ một khối hỏa tinh huyền kim cắt ra mà thành rèn luyện đã lâu so với vu binh bình thường là càng xuất sắc trong lòng không khỏi mừng rỡ hỏa tinh huyền kim là tài liệu cấp huyền thiết rất hiếm có hắn lập tức đưa hai kiện vũ binh này vào trong ngọc lâu ngọc lâu cắt đứt cảm ứng giữa huyết tiến và đồng lô cốc hai thanh vũ binh này lập tức đánh mất năng lực tự phi hành yên lặng ở trong ngọc lâu diệp húc cúi đầu nhìn bàn tay mình chỉ thấy xuất hiện hai vết máu là lúc hắn chụp hai thanh vũ binh này bị huyết yến đao cắt vào thương thế cực nông gần như chỉ đâm phá làn da tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn bị vũ binh phá vỡ phòng ngự trên tay trong lòng không khỏi nghiêm nghị nơi này mới chỉ là bên ngoài đồng lô cốc, vu binh đã lợi hại như vậy, nếu vào trong cốc rồi, chẳng phải là càng thêm lợi hại hay sao? Cho tới nay, hai bàn tay của diệp phúc là nơi phòng ngự mạnh nhất, có thể ngạnh kháng với vu binh. Hắn cũng cho là như vậy, nhất là gần đây tu vi tăng nhiều, khiến diệp phúc càng cho rằng, trừ vũ bảo, bản thân mình gần như có thể coi thường tất cả các loại vu binh. Nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ của hắn đã buồn cười biết bao. Vu binh cũng phần cao thấp, kiểu chuyển nguyên công của ta cũng không phải là vô địch. Nhất định phải cẩn thận là trên hết kìa Diệp Húc tuy nghĩ như thế Nhưng hắn ra tay lại càng thêm mạnh Vẫn tay không bắt lấy vũ binh chém tới hắn như trước Lần nào ra tay cũng không hề thất bại Nửa canh giờ những vũ binh bị hắn thu đi Đã có hơn 30 kiện Thời gian dần trôi Hắn dần dần đi tới gần vùng nội địa của đồng lô cốc Uy lực của vũ binh càng ngày càng mạnh Dần dần tiếp cận đến chỗ hai đệ tử Bách Khoa Cung Và tên vũ sĩ Quỷ Vương Tông đang ở lớp kia hai nhóm người này đã áp sát vùng trung bộ đồng lô cốc khoảng cách giữa nhau khá gần xẹt một thanh vũ binh đánh tới suýt nữa cắt đứt ngón tay của diệp phúc hắn kinh hãi cũng bất động lúc này hắn lại không bắt lấy thanh vũ binh này mà để cho nó chạy đi kiện vũ binh này là một thanh lợi kiếm chuôi kiếm là một con chim sân ca dương cánh bề cao thân kiếm hàn hàn phát quang bóng loáng như gương có thể chiếu người gặp phải một kiện vũ binh khác trên không trung toát ra một chuỗi đốm lửa con sơn ca chỗ đuôi kiếm hót vang lên há mồm phun ra từng ngọn liệt hỏa nung thân kiếm tiếp theo đâm tới đầu của diệp húc thanh vân tức kiếm này đã không còn là vũ binh bình thường mà đã có vài phần sơ hình của vũ bảo uy lực so với vũ binh bên ngoài lại càng thêm mạnh mẽ vân tức kiếm lăng không đâm tới sát khí dày đặc xa xa liền khiến cho lông tóc của hắn dựng thẳng lên tốc độ thanh kiếm này cực nhanh chỉ trong chớp mắt liền đi đến trước người hắn kiếm quang tăng vọt lên định xuyên qua đầu của hắn diệp húc khử lạnh huy tay áo một cái một tòa đồng đỉnh cao ngang người xuất hiện hiện ra trong tay của hắn miệng đỉnh hướng ra ngoài dưới sự thúc giục của nguyên khí của hắn chuyển động xoay tròn cái đồng đỉnh này đúng là uy ương long phượng đỉnh hắn mua ở tụ bảo trai là vũ bảo mà các thủ vũ đạo tam đan cảnh đan bình kỳ tế luyện trong đó có trộn lẫn thêm một hai tầng huyền đồng vạn năm lúc này tuy rằng từ vũ bảo tụt xuống thành vũ binh thế nhưng cũng không phải là nhỏ thanh vân tức kiếm kia đinh một tiếng đụng vào trong đỉnh đấu đá với đỉnh phát ra tiếng đinh đinh cự hưởng diệp phúc tâm niệm khẽ động liền đưa thanh văn thức kiếm này vào trong ngọc lâu của mình lập tức tế khởi uyên nương long phượng đỉnh chụp xuống một kiện vu binh khác tính chất của uyên nương long phượng đỉnh rất tốt lại là đan đỉnh mà vu đạo cao thủ tam đăng cảnh tế luyện bảo vật cấp vu binh căn bản không thể làm cho nó bị tổn hại bởi vậy diệp phúc ra tay càng trắng trợn hơn nhìn chúng kiện vu binh nào liền tế khởi long phượng đỉnh trực tiếp thu vào trong đỉnh tốc độ thu của hắn so với ngoài cốc nhanh hơn lại càng thuận tay không quá bao lâu vu binh phụ cận đều bị hắn cướp đoạt hết chờ ta tu luyện đến tam chân cánh liền đúc lại chỗ vu binh kia tạo ra một kiện vu bảo của riêng ta vậy mấy người khác trong đồng lô cốc đều tập trung tinh thần đối phó với vu binh không ai chú ý tới hắn nếu bọn họ phát hiện diệp phúc lại thoải mái như thế chỉ sợ giật mình đến trong mắt cũng đều đã rơi xuống đất đột nhiên 15 cụ thi binh bao vây hai nữ tử của bách khoa cung thống hạ sát thủ 15 cụ thi binh này chính là thi thể vu sĩ luyện chế mà thành đều tế khởi một kiện vu binh đánh tới hai cô gái áo đỏ kia khiến hai cô này nháy mắt lên cực kỳ nguy hiểm gần như không có cơ hội đánh lại vu binh mà 15 cụ thi thể này thao túng đúng là đoạt được từ đồng lô cốc tương đương với uy thế của 15 tên vu sĩ lên thủ lại không phải các nàng có thể đối phó diệp phúc nhìn thấy âm thầm lắc đầu vu hồn giới là như thế cá lớn nuốt cá bé chỉ có người có tâm địa kiên cường mới có thể sống như cá gặp nước còn nếu tâm địa yếu đuối rất có khả năng chết trong tay người có thực lực kéo hơn mình hai nữ đệ tử bách khoa cung này tính tình nhu nhược nhìn thấy thi binh của đệ tử quỷ vương tông đến gần các nàng cũng không để tâm không tăng phòng bị lúc này mới bị thi binh vây lại lâm vào hiểm cảnh Tên đệ tử quỷ vương tông này là một cao thủ so với hai đệ tử quỷ vương tông ta gặp lúc ở hắc thổ lĩnh còn mạnh hơn vài phần giờ Phúc nhìn thoáng qua liền biết hai đệ tử bách khoa cung kia không phải là đối thủ hắn thầm nghĩ Đột nhiên một cô gái trong đó vội vàng hô to Diệp sư thúc mau mau cứu người ta Diệp húc lao lao Thanh âm này cực kỳ quen tay Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy hai cô gái này Bộ dạng giống nhau như đúc vậy Làn da như dương chi thanh khiết động lòng người Mang theo một chút ngây thơ Không ngờ là một cặp chị em song sinh Chỉ là một người bên trái Có một cái má lúm đồng tiền bên trái Còn người còn lại thì có má lúm đồng tiền ở bên phải Hóa ra là ân nguyệt nhi nhà đầu kia từng đến Vân Môn Sơn mời ta đi bách khoa cung, coi như có quen biết. Diệp Húc lập tức nhớ tới, hồi đó cô gái này còn muốn ngồi chung một con hạc với hắn, rất hồn nhiên, nhưng giờ hắn cũng không biết trong hai người bọn họ ai mới là Ân Nguyệt Nhi. Nếu là người quen, vậy thuận tay cứu một chút, nhưng mà Ân Nguyệt Nhi không phải tế luyện một con bạch hạc, sao không thấy con bé tế ra vậy? Con bạch hạc kia đã tu luyện tới chân nguyên kỳ, tu vi không kém hùng bi là mấy, nếu tế ra cũng sẽ không chật vật như vậy. Diệp Phúc ngươi đến đây, lập tức đi đến chỗ đám người Ân Nguyệt Nhi, hắn không biết quy tắc của vũ hồn giới, yêu thú tam trên cảnh không thể tiến vào, nếu không sẽ bị loại bỏ, bởi vậy hai người chỉ có thể chọn hai con xài yêu dung nguyên kỳ, vì thế thực lực mới giảm đi. Trong đám thi binh kia đột nhiên chuyển tới một thanh âm âm trầm, mơ hồ bất định, cười lạnh mà nói: "Diệp đa chủ, tuy ngươi giết ma sư thúc của quỷ vương tông ta, nhưng quỷ đồng tử ta không muốn động thủ cùng ngươi, ta không phải là sợ ngươi, mà đây là chuyện giữa ta và đệ tử Bách Khoa cung." Hy vọng ngươi đừng có nhúng tay vào, nếu không đừng trách ta vô tình. Diệp Húc cười ha ha, tiếp tục đi đến phía trước, thản nhiên mà nói: ở vô hồn giới, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua. Ngươi không muốn động thủ cùng ta, ta lại muốn giết ngươi, cướp đoạt tài vật của ngươi. Không biết sống chết. Quỷ đồng tử kia tức giận hừ một tiếng, ngay tức khắc tám cãi thi binh bỏ qua hai người Ân Nguyệt Nhi, đồng thời tế ra tám kiện vu binh đánh tới Diệp Húc. Những vũ binh đó đều là do quỷ đồng tử đoạt được trong đồng lô cốc, vượt xa vũ binh bình thường, mặc dù lấy kiểu chuyển nguyên công của Diệp Phúc cũng không dám ngạnh kháng. Lúc này, tám kiện vũ binh đồng loạt đánh tới, Diệp Phúc lập tức quát lên một tiếng, huy tay áo, khởi uyên ương long phượng đỉnh trực tiếp đón lấy. Tám kiện vũ binh kia ầm ầm nhảy vào trong đỉnh, đánh bay đại đỉnh này đi vài trăm thước, gần như lao ra khỏi đồng lô cốc. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, Ngọc Lâu đuổi theo uyên ương long phượng đỉnh trực tiếp áp chế, lập tức đem tòa đại đỉnh cùng với cả tám kiện vũ binh kia tất cả thu vào trong ngọc lâu quỷ đồng tử núp trong chỗ tối căn bản không có người tới kinh ngạc không hiểu một trận đau đớn hắn chưa kịp phản ứng lại tám kiện vũ binh đã thay chủ tất cả biến thành vật trong tay của đối phương diệp húc mở miệng quát lớn đi về phía trước một bước một bước này liền đi được 30 thước nguyên công vận chuyển thân thể khô gầy như cây trúc năm ngón tay mở ra bàn tay to như khay đan nhập vào trong đám thi đánh thẳng tới hắn nâng trưởng hạ xuống phủ lên đỉnh đầu của một tên thi binh chỉ thấy thi binh kia không ngờ bị một trường này của hắn ép cho xương cốt vỡ nát thành từng đống thậm chí mặt đất đều bị đánh ra một cái trường ấn rộng gần 2 mét bảy cụ thi thể thi binh còn lại đột nhiên bùng lên đều tự xuất ra phu pháp rắc một tiếng liền đánh nát lồng nguyên khí của hắn đánh thật mạnh lên lưng của hắn diệp phúc như không cảm thấy gì xoay người quát lớn hai tay hóa dao biến thành dao long chảo dùng sức xé một cái liền xé một cụ thi binh thành hai nửa hắn nhấc chân quét ngang lại một khối thi binh nữa bị hắn quét thành hai đoạn dựng trưởng đánh xuống nguyên khí như kiếm chém xuống đem một khối thi binh sông lên bị bổ từ đỉnh đầu xuống tiếng lòng bàn chân nếu nói đám thi binh này là đàn sói như vậy hắn chính là man long rồng nhập bầy sói đại khai sát giới trong chốc lát liền giết sạch tám bộ thi binh này lưu lại thi thể đầy trên mặt đất sử thúc thật dũng mãnh trong đôi mắt hai cô gái tinh thái liên liên cười giòn giã mà nói Diệp Phúc đứng thẳng đi đến sáu bộ thi binh còn lại cười dài mà nói Quỷ đồng tử làm gì mà ẩn nấp như vậy hay là ngươi bộ dạng quá xấu không dám gặp người đấy Để ta nhìn xem đâu là chân thân của ngươi nào Hắn đứng lại giữa không trung tế xuất đang nguyệt tại trận Kết xuất 24 thanh loan đao thành một hình cầu thật lớn Bất luận là sáu bộ thi binh hay đám người ân nguyệt nhi đều bao lại ở trong đấy Lần này ngay cả hai vị cô nương ân nguyệt nhi cũng sợ tới mức thất sắc Diệp Phúc ra tay tàn nhẫn dường như cả các cô cũng muốn trừ bỏ một kẻ là thủ tồi hoa hai cô gái áo đỏ vội vàng tế khởi dị thú yêu thú các nàng tế khởi là hai con hổ văn đại mãng dài gần 10 thước tu luyện thành yêu Cùng cấp với vô sĩ dung nguyên kỳ hai con đại mãng này thực lực cực kỳ mạnh thân thể cuộn tròn lại đem hơi hai cô gái bảo hộ ở bên trong chết, 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 hai người chỉ thấy vô số ánh đao thoáng hiện bên ngoài gần như trong nháy mắt chặt hết đầu của sáu bộ thi bên kia thi thể đồng loạt ngã xuống Họ Diệp Người không giết được ta đâu Đột nhiên một thi thể không đầu nhảy lên Nhanh chân lao đi Cỗ thi thể này đã không có đầu Vậy mà vẫn mở miệng nói chuyện được Âm trầm quỷ dị Hừ, Giả thân giả quý Diệp Húc cười lạnh một tiếng đi nhanh đuổi theo Đao nguyệt tại trận lại tới khởi Chụp xuống thi thể không đầu kia Mặc kệ quỷ đồng tử có quỷ dị bao nhiêu Hắn cũng phải diệt cỏ tận gốc Đao nguyệt tại trận chưa hạ xuống liền thấy bụng thi thể không đầu kia đột nhiên vỡ ra Một thằng bé cao hai thước chui ra một luồng hắc khí sinh ra dưới chân nâng nó lên chạy như lao đi quay đầu lại cười khanh khách mà nói họ diệp lần này coi như quỷ đồng tử ta gặp hán lần sau sẽ tìm ngươi tính số thằng nhóc này thân thể tuy nhỏ nhưng khuôn mặt lại cực kỳ già giống như da quyết phơi nắng nhiều nếp nhăn làm cho tai mũi miệng xoắn lại một chỗ xấu xí đến không nói nổi không có lần sau đâu trong đan điền của diệp phúc một đám sao long ồn ồn chui ra bay nhanh đến gần quỷ đồng tử đàn giao long loạn vũ trên không bao vây quỷ đồng tử lại tùy ý xông tới sau một lúc lâu trong đàn giao long đó đột nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm một cái đầu bay lên không trung lập tức bị một con nắc dao nít cho vỡ nát diệp húc phất tay thu hồi tất cả những thứ có trong ngọc lâu của quỷ đồng tử hắn cười lạnh nói ta nói phải lưu ngươi lại tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cháy hai người ân nguyệt nhiên lướt nhau vội vàng tự thu yêu thú lại lòng còn sợ hãi Diệp Sư thúc thật sự quá mạnh, nhưng nam tử như vậy là phu quân có thể phó thác. Khuôn mặt hai người đột nhiên đỏ ửng lên, cùng nhổ một cái. Hai người là chị em song sinh, tâm ý tương thông, lập tức biết được tâm tư của đối phương. Hai người các ngươi, ai mới là Nguyệt Nhi đấy? Diệp Thúc đi đến trước mặt hai người, quan sát từ trên xuống dưới. Hai cô gái này mắt sáng răng trắng, bộ dạng gần như giống nhau như đúc vậy, trong trắng nõn xinh đẹp, thậm chí cả quần áo cũng cùng kiểu dáng chỉ có ma lúng đồng tiền là khác vị trí mà thôi tuy nhiên diệp phúc cũng không nhớ rõ ân nguyệt nhi có ma lúng đồng tiền bên phải hay bên trái chỉ đành phải mở miệng mà hỏi sư thúc ngươi nhanh như vậy đã quên người ta rồi sao người ta lúc trước còn bảo ngươi ôm chặt một chút mà cô gái có má lúng đồng tiền bên trái mở miệng có chút u án nói Diệp phúc xấu hổ cô gái này miệng thẳng hoàn toàn không có tâm cơ nghĩ gì đều nói ra hết cũng không sợ người khác hiểu lầm cô gái kia tên là ân tuyết nhi cũng giống như ân nguyệt nhi tâm tư đơn thuần chớp chớp mắt suy nghĩ đều viết hết lên trên mặt khâm phục vạn phần mà nói sử thuốc người thật khỏe mạnh làm cho người ta nhìn mà tim đập loạn lên à, đầu có đầu có Diệp húc kiêm tốn vài câu nói còn bạch hạt của các người sao không mang đến vậy Ân nguyệt nhi cẩn thận giải thích với hắn tiểu hạt của người ta không thể vào được nếu không sẽ bị vu hồn giới loại bỏ cho nên chúng ta chỉ mang đến hai con tiểu xa nếu có tiểu hạc bên người Chắc chắn sẽ không bị quỷ đồng tử ức kiếp như vậy Diệp Phúc nhìn nhìn Hai con hổ văn cự mãng Dài gần 10 mét này Không biết nói gì Hai con cự mãng này Nhìn thế nào Cũng không thấy có bộ dạng Nên có của tiểu xà Các người thực lực quá yếu Đừng có chạy loạn khắp nơi Nhất là loại cấm địa như đồng lô cốc này Hiện giờ chỉ có mấy người chúng ta Chút nữa nhân số chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều Là vùng giao tranh của nhiều vũ sĩ Các người tốt nhất là tránh ra nơi này An tâm tìm những bảo vật khác đi Diệp Húc khuyên nhủ hai cô gái lướt nhau nói ra bí mật nhỏ của mình. Cung chủ trước khi đến cho chúng ta mỗi người một lô quy nguyên đan đủ để khiến cho chúng ta tu luyện đến chân nguyên kỳ. Đáng tiếc chúng ta nhìn những đồng lô cốc quá nhiều vô binh như vậy, liền động lòng tham tính toán thu một ít vô binh trước chưa kịp tu luyện đến chân nguyên kỳ. Hiện giờ xem ra quả thật là chúng ta liều lĩnh quá rồi. Diệp Phúc chỉ đành thở dài. Hai cô gái ngây thơ hồn như này không ngờ lại nói chuyện quy nguyên đan với hắn không chút đề phòng nếu đổi lại là kẻ khác hơn phân nửa sẽ động sát nghiệm giết hết các nàng cướp đoạt quy nguyên đan ở vô hồn giới nơi tràn ngập sát khí này quy nguyên đan loại linh đan diệu dược có thể nâng cao tu vi rất nhanh này liền có vẻ quý báu đủ để cho người ta động sát khí đồng thời diệp phúc cũng cảnh giác về phần trong lòng thầm nhủ bạch khoa cùng chủ thật sự là nhiều tiền không ngờ chuẩn bị cho mỗi một đệ tử tiến vào vô hồn giới một lô quy nguyên đan để tất cả các đệ tử tăng lên chân nguyên kỳ có thể nói là đa mưu túc trí lão gian cự hoạt các tông chủ môn chủ của những môn phái khác hẳn là cũng không phải dễ bắt nạt hơn phân nữa cũng chuẩn bị hậu chiêu chỉ sợ hành trình vô hồn giới này của ta càng đến mặt sau càng liền nguy hiểm phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được tuyệt đối không thể lơ là hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt dục hắn nhanh chóng để thăng thực lực hiện tại mới chỉ là ngày đầu tiên hắn tiến vào vô hồn giới gặp không nhiều cao thủ nhưng mỗi tên vô sĩ đều rất xuất sắc thủ đoạn trồng chất vượt xa những vũ sĩ tầm thường hắn thấy sư thúc không bằng chúng ta cùng nhau tu luyện đi hai cô gái bàn bạc một hồi ân tuyết nhi lộ ra vẻ khao khát chờ mong mà nói người ta có thể chia một phần quy nguyên đan cho sư thúc mà diệp phúc trần chừ một chút ba người cùng tu luyện một chỗ quả thật có thể hỗ trợ lẫn nhau tránh bị người khác đánh lén tuy nhiên hắn luôn thích độc lai like, độc vãng hơn nữa hai người ân nguyệt nhi ân tuyết nhi thật sự là quá đơn thuần mang theo các cô nàng chính là mang hai đứa con riêng hắn liền nói ngay ta thử xem có thu được vua bảo hay không hai người các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời khỏi nơi này nếu không vua bảo bạo động ta cũng không bảo vệ được các ngươi đâu sau khi xuất cốc các ngươi liền đi tìm các tỷ muội bách khoa cung nếu gặp được những người khác không cần nói gì trực tiếp giết chết đối phương ân nguyệt nhi ân tuyết nhi cùng thẻ lưỡi đi ra ngoài cốc thấp giọng mà nói sử thúc thật thung ác tàn nhẫn động một tí là muốn giết người rồi Giệp Phúc chờ các cô đi khỏi, lập tức đánh giá xung quanh, tìm vua Bảo có thể xuống tay. Thất Thải Lưu Ly Trung và Cự Hình Đồng Đỉnh, hắn đều thèm chẳng qua uy năng của hai kiện vua bảo này còn khủng bố hơn cả con cự mãng tu vi đặt tới hạng Nguyệt Kỳ ở Hắc Thổ lĩnh kia. Nhất là Thất Thải Lưu Ly Trung, dễ dàng liền luyện hai gã vũ sĩ trên Nguyên Kỳ thành cho tàn. Hai kiện vua bảo này, lấy tu vi hiện tại của ta tuyệt đối là không có thể chống được, nếu không chính là tìm chết mà đôi mắt của hắn tuần tra mọi nơi chỉ thấy một cá lam sắc đại kỳ tung bay trên không trung nổi lên từng dòng nước cuồn cuộn sóng nước sục sôi đánh mắt vu binh bốn phía nhưng mảnh vỡ vu binh kia bị dòng nước cuốn nhập vào trong mặt cờ là nhờ cắn nuốt những vu binh đó để để thăng phẩm dai của bản thân mình đột nhiên lam kỳ gặp phải đồng đỉnh của sư kia dòng nước lập tức tăng vọt lên ùn ùn đè đến cái đồng đỉnh đồng đỉnh rung lên miệng đỉnh thoát ra một ngọn lửa vô biên lập tức làm cho lũ lụt bốc hơi tiện thể đốt tới lam sắc đại kỳ kia Lam sắc Đại kỳ vì đại hỏa thiêu qua ánh sáng ảm đạm đi vài phần vù một tiếng bay đi ra xa diệp phúc ánh mắt sáng lên thừa dịp ngươi bánh lấy mạng của ngươi chính là nó mũi chân của hắn khẽ động đuổi theo lam sắc đại kỳ kia so với những vũ bảo khác lam sắc đại kỳ bị cổ phát đồng đỉnh đánh thương uy năng giảm đi là thời cơ tốt nhất để mà thu tính nguy hiểm khá thấp mà các vũ bảo khác uy năng cực thịnh lấy thực lực hiện tại của diệp phúc căn bản là không có khả năng thu được Diệp Phúc bước nhanh đuổi theo Chỉ thấy Lam Kỳ này tung bay không theo hướng nào cả Linh hoạt đến cực điểm Dường như cảm giác Diệp Phúc muốn bắt nó Đại kỳ thổi qua Một dòng nước như thác từ trên trời giáng xuống Nện xuống đầu của Diệp Phúc Ồ oh, nước này thật nắng Diệp Phúc vừa mới chạm đến dòng nước đấy liền cảm thấy đỉnh đầu như có một ngọn núi áp xuống Dòng nước lam sắc đại kỳ kích phát Nặng vô cùng Một giọt liền nặng cả cân Một dòng nước này như một ngọn núi dường như muốn đè hắn thành thịt nát vậy hắn cũng không biết loại nước này không phải nước bình thường mà là trọng thủy nặng hơn kim thiết đến mấy trăm lần dòng nước chảy xuống diệp phúc cũng không chịu nổi lúc này ngọc lâu hiện lên trên đỉnh đầu giống như nút chừng cầu vồng hút dòng nước này vào trong không gian ngọc lâu để xem người chạy đi nào diệp phúc vươn ngửa lên bàn tay chụp tới mặt lam kỳ kia nguyên khí trong không trung hình thành một bàn tay to hơn trượng giống như lam kim đúc lên đại khí hào hùng mặt lam kỳ này lại cuốn động cuốn bàn tay nguyên khí của hắn dập nát mặt cờ đột nhiên phần phật mở ra phạm vi ước chỉnh gần mẫu trực tiếp cuốn diệp phúc vào trong dùng lực nén chặt lại diệp phúc chỉ cảm thấy khó có thể hô hấp thậm chí có thể nghe được tiếng xương của mình bị ép đến mức bang bang tác hưởng mặt tại kỳ này tuy rằng bị tổn hại nhưng nguyên năng vẫn vượt xa những gì hắn nghĩ mới đối mặt một cái liền với khốn hắn lại mặt tại kỳ này thật sự là giàu hoạt mà Diệp Phúc giận quát lên một tiếng, Vân Tức Kiếm giết lên một tiếng lao ra khỏi Ngọc Lâu, đinh đinh thắc hưởng, xoẹt một tiếng, một lần nữa đâm một lỗ nhỏ trên mặt cờ. Thanh Vân Tức Kiếm này đã sắp rèn luyện thành vũ bảo, lại lấy sắc bén để thắng, hơn nữa làm sắc đại kỳ vốn đã bị hao tổn, uy năng giảm mạnh, cho nên mới bị Vân Tức Kiếm đâm phá. Mặt đại kỳ kia bọc Diệp Phúc va loạn mọi nơi, chỉ nghe tiếng xẹt xẹt vang lên không dứt, Lam kỳ trong chớp mắt bị đâm hàng nghìn lỗ nhỏ, rút cuộc nhịn không được nữa, bỏ lại Diệp Phúc gào thét thoát đi thật nguy hiểm diệp phúc rơi xuống đất chỉ thấy tứ chi bích hại của hắn đau đớn đến muốn đứt ra nghĩ lại mà dùng mình mặt lam kỳ kia chỉ là một kiện vu bảo bị hao tổn liền suýt chút nữa giết chết hắn hắn thầm nghĩ những vu bảo khác trong đồng lô cốc so với lam kỳ kia chỉ mạnh hơn chứ không kém xem ra lấy thực lực hiện tại của ta mà thu vu bảo cũng không thể nắm chắc được vẫn là ăn chu quá luyện hóa dược lực để thăng tu vi trước rồi lại đến nơi này thu vu bảo sau vậy hắn đang định rời đi nhưng đúng lúc này chỉ thấy một chỗ cách hắn hơn trăm thước có hơn trăm kiện vu binh bay lên bay xuống đều va đập vào một thứ khá là nóng nhiệt trong đấy thậm chí có cả vu bảo đã thành hình cũng đánh tới thứ đồ kia phát ra tiếng nổ ầm ầm ánh lửa vang khắp nơi những vu binh đó đã bị đâm cho có phần không hoàn chỉnh thậm chí vài món vu bảo trong đó cũng đã rách lát vẫn giống như rùi bọ tiếp tục liều mạng mà va đập vào diệp phúc kinh ngạc cẩn thận đánh giá chỉ thấy trung tâm mấy trăm kiện vu bảo một cây kim trụ cao ước chừng hơn trượng dựng ở đấy kim quang chói mắt thẳng tắp như trượng kim trụ cỡ khoảng cái chén ăn cơm đã dần dần thành hình bị những vu binh vu bảo khác tạo thành hình hai con ác dao thân hình dài nhỏ vòng cùng một chỗ đỉnh ngọc trụ cũng là đầu hai con ác long đấy hung ác dữ tợn đối mặt với nhau đây là một cây bản long kim trượng trong lộng lẫy mang theo sát khí vô biên đã sắp luyện thành vu bảo đang mượn lực lượng của những vu binh vu bảo khác rèn luyện hung y của bản thân Um... đột nhiên một kiện đại ấn lăng không phi tới chấn nắp xuống phía dưới lập tức đập nát không biết bao nhiêu kiện vũ binh thậm chí cả một kiện vũ bảo xuất mẻ cũng bị mặt đại ấn này chấn cho vỡ những vũ binh vũ bảo khác dường như bị kinh động bay đi khắp nơi chỉ còn cây bản long kim trượng một mình dựng đứng ở trong cốc mặt đại ấn kia ầm ầm à một tiếng đánh tới kim trượng chỉ nghe một tiếng nổ vang lên kim trượng vẫn đứng sừng sững tại chỗ mà mặt đại ấn kia thì bị đụng hỏng một cạnh xoay tròn bay về phía xa xa kim trưởng chấn động, vù vù rung động, tựa như phải bay lên trời cao. Nhưng mà nó nặng đến kinh người, nặng đến mức ngay cả nó cũng không thể phi hành được. Nó chỉ là một kiện vô bảo bán thành phẩm, còn chưa có hình thành uy năng đủ cường đại. Đây là bản long Trướng, toàn thân là từ lăng gia kim ngọc mà rèn thành. Diệp Phúc đối chiếu kiểu châu địa lý trí lập tức kích động vạn phần. Lăng gia kim ngọc là bảo vật có trộn lẫn vàng và ngọc cùng cấp bậc với huyền đồng vạn năm, tính chất và giá trị lại trên huyền đồng vạn năm, là bảo vật đứng đầu trong huyền thiết vạn năm. Uyên Nương Long Phượng Đỉnh của hắn chẳng qua bỏ thêm hai tầng huyền đồng vạn năm liền chắc chắn vô cùng mà thanh bản Long Kim Trượng này toàn bộ tạo ra từ lang gia kim ngọc. Không nói đến uy lực của nó ra sao, chỉ nói đến giá trị liền vượt xa các loại vũ bảo khác trong đồng lô cốc. Diệp Phúc bước nhanh tiến tới, không kinh để gì mà đi về phía bản Long Kim Trượng. Kiện vũ bảo này còn chưa hoàn toàn thành hình, không thể phi hành được. Các loại uy năng đều không thể phát huy, để mặc hắn đi đến trước mặt hắn giơ tay nắm lấy bản kim long trượng cố sức thật không ngờ không nhấc được cây kim trượng này lên không khỏi nao nao kiểu chuyển ngân công của hắn tu luyện khi tu vi còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới liền có thể nâng được tảng đá nặng ngàn cân sau khi tu luyện đến tiên thiên phách thể sức mạnh lại tăng gấp bội mà giờ đây kiểu chuyển ngân công hắn tu luyện đến đại ngũ trọng lực lượng lớn hơn trước không biết bao nhiêu lần cho dù là bảy tám vạn cân cũng có thể một bàn tay nhấc lên được thật không ngờ cái kim trượng này lại nặng đến như vậy Diệp Phúc hít một hơi thật sâu, nguyên khí dồn về bàn tay, ra sức rút cái kim trượng này ra. Chỉ thấy phía dưới bàn long kim trượng còn có một cái cán to tầm quả trứng gà có thể nắm ở trong tay. Diệp Phúc cầm cán trượng, giao long khí tuôn vào thân trượng, lập tức hai con nắc dao như sống lại vậy, chậm rãi du động quanh thân trượng trong lòng mừng rỡ. Có thành bản long kim trượng này, những bảo vật khác trong đồng lô cốc đều không cần. Diệp Phúc cảm thấy thỏa mãn, đi nhanh ra ngoài cốc, lại vào lúc này chỉ thấy một thiếu niên 11, 12 tuổi mặc áo vàng xâm nhập vào cốc dẫn động nhiều vũ binh khác đánh tới là cao thủ sao diệp phúc mắt sáng lên thiếu niên áo vàng kia thân pháp như chim nhạn nhanh nhẹn qua lại giữa một đám vũ binh lông tóc không bị tổn thương thậm chí ngay cả ngọc lâu cũng không có tế ra liền đi thẳng đến vùng nội địa của đồng lô cốc thiếu niên kia xông vào vùng nội địa đồng lô cốc trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đại đỉnh tầng quần sáng buông xuống bảo vệ quanh thân vài món vũ binh còn chưa tới gần liền bị cái đại đỉnh kia đánh cho vỡ nát Diệp Phúc chú ý tới cái đại đỉnh này không phải vật thật mà là hoàn toàn từ nguyên khí quân tưởng mà thành. Là một loại vô pháp cực kỳ thượng thừa, đủ loại phù văn di động. Trên mặt ngoài đại đỉnh có chừng mấy vật loại vô cùng phức tạp, cổ xưa huyền ảo, mang theo đạo lý của thiên địa trong đấy. Chỉ cần có loại uy năng này sẽ vô cùng mạnh, thậm chí hơn giao long kiểu kích của hắn không chỉ một hai bậc. Thiếu niên này là ai đấy? Tuổi của hắn tuy mới 11, 12 tuổi, tại sao vô pháp lại mạnh đến như vậy? Diệp Phúc chấn động trong tâm, thiếu niên áo vàng kia tuy còn nhỏ, tu vi lại cực kỳ cao thâm, dùng nguyên cửu phẩm, đạt tới trình độ đại nhật như luân, khoảng cách tới chân nguyên kỳ chỉ còn một bước nữa mà thôi. Hơn nữa, uy lực vô pháp của hắn so với thanh giao kiểu kích của Diệp Phúc còn xuất sắc hơn không biết bao nhiêu lần, uy lực gần như ngang những vua bảo bình thường. Diệp Phúc lần đầu tiên nhìn thấy vua sĩ có trình độ loại này. Vù vù. Vù vù nguyên khí đại đỉnh trên đầu thiếu niên áo vàng không ngừng chấn động chấn vỡ tất cả các vu binh đang vọt tới dường như chứng mắt với tất cả những vu binh có giá trị xa xỉ đó hắn xông thẳng vào trung tâm đồng lô cốc trực tiếp đánh tới cái cổ phát đồng đỉnh kia lập tức đồng đỉnh phản kích dữ dội miệng đỉnh thoát ra liệt hỏa hừng hực hỏa thế ngập trời bao phủ thiếu niên kia hỏa này cũng không phải là phàm hỏa thậm chí ngay cả trọng thủy đều đốt cho bốc hơi nhiệt độ cao đến dọa người đỉnh đầu của thiếu niên áo vàng kia đột nhiên lại hiện ra nguyên khí đại đỉnh khác về kiểu dáng và phù văn của khẩu đại đỉnh vừa rồi miệng đỉnh truyền đến dẫn lực cực mạnh thu hết đại hỏa vào trong đỉnh sau đó từng cái nguyên khí đại đỉnh hiện lên trên đỉnh đầu của hắn có tất cả chín cái đồng đỉnh kia ầm ầm đánh tới hắn lại bị kiều đỉnh của thiếu niên kia ngăn lại đồng đỉnh đâm nát từng khẩu nguyên khí đại đỉnh Pang bạo vang đánh nát đức chừng bảy tám cái mới tạm dừng lại thiếu niên áo vàng kia bị đánh bay ra ngoài và trăm thước sắc mặt hiện lên trước đỏ ửng lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Hiển nhiên, bị khẩu đồng đỉnh này đụng qua, hắn cũng không hề dễ chịu. Thiếu niên áo vàng cũng không hề bối rối, tiếp tục thao túng hai khẩu nguyên khí đại đỉnh, chỉ thấy hai khẩu này lần lượt chui vào trong đồng đỉnh, lập tức không chế nó. Diệp Phúc trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, thiếu niên này thực lực mạnh, vượt qua những gì hắn nghĩ, không ngờ có thể thoải mái thu vu bảo lợi hại nhất đồng lô cốc, so với vu sĩ như Quỷ đồng tử mạnh hơn không ít. Thật không biết hắn là tinh anh môn phái nào đào tạo ra. Thiên hạ to lớn, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ta quyết không thể vì đánh bại vài tên vô sĩ mà liền tự mãn được. Diệp Phúc thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa mới đến vô hồn giới liền liên tục giết mấy người, đối thủ gần như không có cơ hội trả đòn liền bị hắn giết chết. Nói thật Diệp Phúc cũng có chút tự đắc tự mãn trong lòng, tuy nhiên, nhìn thấy thiếu niên áo vàng này khiến hắn tỉnh ra. Hóa ra trên thế giới này còn có những người trẻ tuổi không kém hắn chút nào, thậm chí là hơn hẳn hắn thiếu niên áo vàng thu khẩu đồng đỉnh lại lập tức kích khởi phản ứng của các vu bảo khác trong đồng lô cốc hơn 10 kiện vu bảo tản ra từng trận uy năng gào thét đánh tới hắn ngũ quang thập sắc vu bảo ùn ùn kéo đến trong nháy mắt toàn bộ đồng lô cốc sôi trào lên thiên địa nguyên khí bạo loạn đây chính là bạo động vu bảo loại uy thế này làm cho người ta phải khiếp sợ thiếu niên áo vàng không kịp thu những bảo vật khác vội vàng chạy trốn thân pháp cực nhanh trong chớp mắt liền chạy ra khỏi đồng lô cốc Diệp Phúc lúc này cũng đi ra ngoài cốc chỉ nghe thấy thiếu niên áo vàng kia thấp giọng cười nói thứ tốt nên để hạ mộ bạch ta sở hữu đi chỉ tiếc khẩu đại đỉnh này vẫn không so được với kiều đỉnh nhà ta tuy nhiên uy năng cũng không tệ tạm thời dùng được ánh mắt của hắn đột nhiên đảo qua diệp phúc thanh âm lanh lảnh cười khinh khách nói người cao to ngu ngốc kia coi như ngươi xui xẻo ta vừa mới được một kiện bảo vật đúng lúc dùng ngươi tới huyết tế vậy hạ mộ bạch đột nhiên tới khởi khẩu đồng đỉnh kia gào thép ném tới Diệp Phúc, uy thế long trời lở đất, dường như có thể đè sụp một ngọn núi lớn. Tu vi của hắn còn chưa đạt tới tan chân cảnh, không thể phát huy hết uy năng của đồng đỉnh, nhưng vô pháp của hắn lại tương dung cùng đồng đỉnh, uy lực cũng rất lớn. Ngay cả một vu sĩ Hạo Nguyệt Kỳ đụng vào cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Diệp Phúc vươn người lên, rút bản long kim trượng ra, thế như man long, huy trượng quét ngang. Ở một tiếng nện lên đồng đỉnh, thanh âm truyền ra hơn 10 dặm khẩu đồng đỉnh kia bị trượng của hắn đập cho một cái bay ra vài dặm thậm chí mặt ngoài của nó còn bị lõm gần tấc uy năng bị tổn hao diệp phúc rơi xuống đất cũng bị chấn đến khi huyết bốc lên phất tay khiêng bản long kim trượng trên vai đi nhanh hướng hạ mộ bạch trong mắt lộ ra sắt khí khóe miệng mỉm cười lộ ra hàm răng trắng hắn mỉm cười nói tiểu bằng hữu tùy tiện đắc tội người ta cũng không tốt đâu sẽ chết người đấy hạ mộ bạch hoảng sợ vội vàng thu hồi đồng đỉnh tế lên trên đỉnh đầu chớp chớp mắt vùi sắt khí trong lòng xuống khổ sở đáng thương mà nói đại đại ca ca người ta vẫn còn là trẻ con trẻ con non dạ người thật sự nhân tâm động thủ hay sao hắn mới 11 12 tuổi chỉ cao tới ngực của diệp phúc Vẫn điêu ngọc mày làm cho người ta không nhận được tâm sinh dây yêu thương hận không thể ôm hắn vào ngực bóp bóp khuôn mặt trắng miệng kia trẻ con làm sai tất phải trách phạt nếu không sau này sẽ coi trẻ bằng vung diệp phúc mỉm cười sắt khí trong mắt càng đậm cũng không vì hạ mộ bạch còn nhỏ thiên tư xuất chúng mà tha cho nó chỉ cần dám động thủ với hắn mặc kệ già trẻ lớn bé diệp phúc đều phải diệt trừ hết hạ mộ bạch nhìn như một đứa trẻ hồn nhiên cả người vô hại chẳng qua người còn nhỏ lại lòng lang dạ sói diệp phúc cùng hắn không thủ không oán chỉ vì khiến vu bảo dính máu liền tính toán xử lý diệp phúc có thể nói là lạm sát người vô tội tôi còn nhỏ đã có bản sắc của kẻ có dã tâm rồi anh bạn nhỏ giờ mông ra để thúc thúc đánh cho hai trưởng thúc thúc sẽ không tức giận nữa Diệp Phúc dơ bàn long kim trượng lên Dịu dàng mà nói Người chỉ lớn hơn ta có 2 tuổi Đều là vắt mũi chưa sạch Cũng dám tự xưng thúc thúc hay sao Hạ Mộ Bạch đột nhiên thả người nhảy dựng lên Dưới chân xuất hiện một cái nguyên khí đại đỉnh Bện ra đủ loại phù văn đạo lý Gào thét lao đi phương xa Chờ ta tu luyện đến chân nguyên kỳ Tế luyện khẩu đông đỉnh này thành chín Kẻ thứ nhất phải giết chính là ngươi Thanh âm của hắn từ xa chuyển đến Diệp Phúc không đuổi theo nữa Như nhíu mày tên tiểu quỷ này tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không thể đuổi kịp. Hơn nữa, dù là có thể đuổi kịp, hắn cũng không thể chắc là sẽ bắt được Hạ Mộ Bạch. Hắn dựa vào chính là bản Long Kim Trượng, kỳ thật tu vi kém xa Hạ Mộ Bạch, nếu thật sự động thủ, chẳng biết Hưu sẽ chết về tay ai. Các môn phái Bạch Hoa, Thất Sát La Sát chỉ sợ chưa thể dạy dỗ ra đệ tử xuất sắc như vậy được, chẳng lẽ tiểu quỷ này là người của thế lực khác hay sao? Diệp Húc lâm vào suy tư, có thể dạy bảo ra nhân tài như thế, thế lực phía sau hạ mộ bạch chắc chắn lớn đến kinh người không phải là vô hoang thế gia cổ xưa thì cũng là ma đạo môn phái khổng lồ như trong bách man sơn từ chất tên tiểu quỷ này quả thực là yêu nghiệt vậy tu luyện đến chân nguyên kỳ cũng thoải mái tuy nhiên ta có một quả chu quả trong tay cũng có thể trong thời gian ngắn để thăng tu vi đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa định luận được đâu diệp phúc nhấc chân đi đến giao long đàm hắn rút cuộc đã hạ quyết tâm luyện hóa chu quả trước lưng ca tu vi bản thân rồi mới tranh đoạt với tinh anh các phái tiến vào vô hồn giới quyết đấu với ca thủ như vậy là một chuyện may mắn vì tỏ lòng tôn trọng với bọn họ ta sẽ đánh bại tất cả dẫm lên thi thể chúng dùng máu chúng đến lúc thành đường đi cho ta giao long đàm hoàn toàn là nơi nguy hiểm nhất trong tầng thứ nhất của vô hồn giới nơi này có một con ác giao sinh sống là cấm địa trong cấm địa giao long thấp nhất tương đương với các thủ nguyên đan kỳ hơn nữa khí lực vô cùng hùng mạnh bình sinh thích giết chóc tuyệt đối cùng đẳng cấp với dạng cao thủ như giáo chủ một môn phái thực lực dù không bằng bách khoa cung chủ chỉ sợ cũng không kém mấy bởi vậy có rất ít vu sĩ đến giao long đàm mạo hiểm hơn nữa nơi đó ít bảo vật phần lớn bị ác giao trong đầm thu đi kiến tạo yêu long hành cung diệp phúc lựa chọn đi giao long đàm luyện hóa chu quả với suy nghĩ không ai quấy rầy chỉ cần không gặp con ác giao kia sẽ không cần lo lắng nguy hiểm hắn dừng lại ngoài giao long đàm không dám đi vào diệp phúc lấy chu quả ra Chu quả này là bảo vật hắn giết xong Trần Bác thất sát cung lấy được, gần như vì một quả trái cây suýt nữa mất mạng trong tay cự mãng. Chu quả chưa chín hoàn toàn, mặc dù rời khỏi cành lá nhưng vẫn tuôn ra vạn tự hình phù văn, thu nguyên khí vào trong không khí. Nếu Diệp Phúc có thể chờ thêm một đoạn thời gian nữa, chu quả này liền chín hoàn toàn, dược hiệu sẽ càng mạnh hơn. Ở vũ hồn giới, mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ quý báu, Diệp Phúc không thể chờ được, trực tiếp nốt quả chu quả vào, thúc dục nguyên khí luyện hóa. Ầm um, ầm um trong đan điền của hắn đột nhiên chuyển đến tiếng nổ vang như tiếng sấm dược lực chu quả đột nhiên bùng nổ chỉ trong chốc lát nguyên khí tràn ngập hết đan điền kinh mạch nếu tràn đầy thậm chí tràn theo lỗ chân lông nháy mắt là mạch máu dưới da của hắn cũng muốn vỡ ra vô sĩ tu luyện đến cố nguyên cảnh thể tích đan điền đã định hình sẽ không hề tăng thêm mà dược lực chu quả lại mở rộng đan điền của hắn ra nháy mắt liền tăng thêm vài lần kinh mạch của hắn cũng thế bị nguyên khí điên cuồng làm cho diều rộng cũng mở ra kín đầy vết nứt to nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị vỡ nếu không phải hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công và chu thiên tinh đấu thuật luyện khí đan điền và kinh mạch cực kỳ rộng hơn xa các vô sĩ khác chỉ sợ dược lực chu quả bùng nổ lần đầu tiên sẽ dễ dàng làm cho hắn nổ tan sắc và chết diệp phúc vội vàng vận chuyển cửu chuyển nguyên công ra sức hấp thu nguyên khí đang bỏ tăng ra ngoài này tốc độ vận chuyển của môn công pháp này được hắn tăng lên đến cực hạn lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng được lao đi nguyên khí của hắn có chứa sức sống bừng bừng, không ngừng chữa trị thương tổn ở đan điền và kinh mạch. đột nhiên một tiếng ngầm nữa lại vang lên, dược lực chu quả bùng nổ lần thứ hai. giờ phúc phun ra một búng máu tươi, búng máu này vừa mới phun ra liền hóa thành cho tàn. không phải chứ, vẫn còn sao? giờ phúc chỉ cảm thấy dược lực bùng phát lần thứ ba sắp đến, vội và vàng tâm niệm khẽ động. ngọc lâu chỉ vào trong đan điền, chấn áp được dược lực xuống. lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. dược lực bùng phát lần thứ hai khiến điền và kinh mạch của hắn lại mở rộng ra những vết nứt vừa mới chữa trị bị đầy đến bất cứ lúc nào cũng có thể bị vỡ hiệu lực của linh quả này trên những gì hắn tưởng tượng nếu là người khác chỉ sợ dược lực bùng phát lần thứ nhất sẽ bị tràn đầy mà nổ tan xác hóa ra ăn dược lực cũng có thể chết người được sao diệp phúc cẩn trương tu luyện vì hắn phát hiện dược lực của chu quả càng ngày càng mạnh ngọc lâu cũng sắp không chấn áp được trong cơ thể hắn nguyên công vận chuyển với tốc độ cao nguyên khí lao đi cực nhanh không ngừng du nhập thân thể, tóc và da hắn làm dịu từng góc trên cơ thể của hắn. Tốc độ vận chuyển nguyên công vẫn tăng mạnh, lúc mới bắt đầu, thời gian hắn hô hấp một lần liền vận chuyển 100 chuyển, không qua bao lâu, tốc độ liền đạt tới 200 chuyển. Thời gian dần trôi, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, gần đạt tới 1000 chuyển. Đây là lần đầu tiên hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công xa xỉ đến như thế. Bất kể tiêu hao tu vi tiến cảnh môn công pháp này lập tức liền tăng vọt. Diệp Phúc chỉ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng dũng mãnh, từng luồng lực lượng tràn vào tứ chi bách hải, da hắn cứng cỏi và mềm dẻo, xương cốt cứng như vu bảo, lực lượng trong cơ thể sung mãn, từng cái gân lớn giống như kính cung lợi nỏ, khẽ động cái liền phát ra tiếng thình thình. Đột nhiên tốc độ vận hành của kiểu chuyển nguyên công tăng lên gấp đôi, nguyên khí trong đan điền nhanh chóng thay đổi từ màu lam biến thành màu lục. Hắn khổ tu hơn 3 tháng, rốt cuộc tăng nguyên công lên tầng thứ 6, thậm chí ngay cả vị tổ tiên khai phủ Diệp gia cũng không tu luyện đến cảnh giới đó. Vù vù. Diệp Phúc chợt nhìn thấy khi nguyên công đại lục chuyển tâm pháp vận hành, nguyên khí của hắn hóa thành một đám phù văn phức tạp huyền ảo, rất nhỏ, chen nhau chui vào huyết mạch, huyết quản, xương cốt, đan điền, kinh mạch và tóc da. Những phù văn rậm rạp đó len lỏi vào từng góc trong cơ thể của hắn, làm cho sức sống, chịu đựng của thân thể hắn tăng lên, còn khủng bố hơn ban nãy. Hắn đột nhiên nhớ tới nguyên khí đại đỉnh của Hạ Bộ Bạch, tâm lĩnh ngộ. Kiểu chuyển nguyên công là đem cơ thể của ta trở thành vũ báo để mà tôi luyện Cùng phương thức với chín cái nguyên đỉnh, nguyên khí đại đỉnh kia Âm um, um, Ngọc Lâu rất cuộc cũng không thể chấn áp được sức lực lần thứ ba của chú quả Nguyên khí càng khổng lồ tràn vào thân thể của hắn Gấp mấy lần lần thứ hai Sắc mặt Diệp Phúc đỏ lên cũng không thảm hại như lần thứ hai Mà là cố gắng chịu đựng nguồn dược lực khổng lồ cùng bạo như thế Đan điền, kinh mạch của hắn mở rộng ra thêm 6 năm lần Trải qua phủ văn của kiểu chuyển nguyên công đệ lục trọng rèn luyện càng thêm cứng rắn thân hình cũng dũng mãnh hơn mấy lần diệp phúc thậm chí hoài nghi nếu mình cầm bàn long kim trượng toàn lực ra một kích có thể đánh nát cổ phát đồng đỉnh của hạ mộ bạch hay không đợt dược lực thứ tư tới lại khiến cho đan điền và kinh mạch của hắn mà lại mở rộng thêm mỗi lần dược lực chu quả bùng phát đan điền cùng kinh mạch của hắn sẽ lại mở rộng ra một lần và càng thêm cứng cỏi khó có thể lại bị khai phá bởi vậy mỗi lần đan điền và kinh mạch của hắn khai phá có nghĩa là nguyên khí của hắn càng thêm ngưng thực so với trước đây, chất lượng lại càng cao hơn. Cái này đại biểu cho mỗi lần dược lực chu quả bùng phát làm cho tu vi cảnh giới của hắn ngạnh sinh sinh để thăng một tiểu cảnh giới. Diệp Phúc vốn chỉ là cố nguyên nhất phẩm, dược lực bùng phát lần đầu tiên liền đưa tu vi của hắn tăng lên nhị phẩm, lần thứ hai tăng lên tam phẩm, tiếp theo đó là tứ phẩm, ngũ phẩm, một đường tăng lên. Loại tốc độ tăng trưởng này ngay cả Diệp Phúc đều cảm thấy thật khủng bố. Dược lực chu quả bùng phát lần thứ 8 hắn không ngờ hoàn toàn luyện thành cửu chuyển nguyên công đệ lục trọng nguyên khí từ màu lục hóa thành màu da cam tự nhiên tiến hóa ra phủ văn càng thêm phức tạp hơn rèn luyện thân thể hắn tu vi của hắn cũng bước vào cố nguyên cửu phẩm nhảy qua tám tiểu cảnh giới chỉ thiếu một bước liền có thể trở thành vu sĩ dung nguyên nhất phẩm đến đây dược lực chu quả rốt cuộc cũng hết thật đáng tiếc quả chu quả này chỉ chín được có 9 phần nếu là chín hoàn toàn tất nhiên sẽ có thể bùng phát lần thứ chín Tăng thu vi của ta đến dung nguyên kỳ. diệp phúc có chút tiếc nuối, dược hiệu chu quả mạnh khiến hắn có một loại cảm giác đê mê, nếu có thể trộn thêm mấy quả, như vậy hắn có thể luyện cửu chuyển nguyên công lên cảnh giới đệ cửu trọng, gần như là chuyện chắc chắn. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, con cừ mãng thủ hộ chu quả kia là đại yêu có trình độ ngang với ưng tiên sinh, lợi hại vô cùng. Lúc này, tuy thực lực hắn tăng lớn, nhưng giao thủ với con cừ mãng kia vẫn không nắm chắc được như trước lợi dụng linh đan triệu dược nâng cao tu vi cảnh giới bất ổn dễ tàu hòa nhập ma diệp phúc lại chẳng hề để ý điểm này hắn dùng chu quả cưỡng ép để tăng tu vi cửu chuẩn nguyên công cũng không ngừng cải tạo nguyên khí làm nguyên khí hóa thành màu da cam cực kỳ tinh thuần căn bản không có khả năng tàu hòa nhập ma nếu có cơ hội nhất định phải trộm hết mấy quả chu quả kia tốt nhất là nhổ cả gốc cây chu quả kia trồng trong ngọc lâu của ta hắn đứng dậy định rời đi đột nhiên yêu khí trong dao long đàm phóng lên cao sắt khí đậm như máu làm cho người ta phải khiếp sợ diệp phúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con thanh sắc dao long chiếm giữa trên mặt dao long đàm thân thể dài gần trăm thước to lớn không gì sánh được cực kỳ dữ tận và khủng bố chẳng lẽ ta tu luyện trong này kinh động đến con yêu long kia hay sao ta cách dao long đàm hơn vài dặm làm sao có thể đánh thức được nó đây diệp phúc kinh hồn bạt vía gần như suýt nữa chạy chối chết tuy nhiên con thanh dao kia rõ ràng chưa có phát hiện ra hắn mà là rất có hứng thú nhìn chằm chằm bờ giao long đàm ở trên bờ hai gã đệ tử quỷ vương tông bị dọa cho trụ lơ trên mặt đất chảy cả nước tiểu hai người bọn họ cả gan làm loạn vậy mà lại dám tính toán lẻn vào yêu long hành cung trộm đi bảo vật mà thanh dao cất giữ không nghĩ tới lại làm con yêu long này tỉnh lại chỉ thấy con thanh dao này hơi hơi hít vào một hơi hai gã quỷ vương tông liền không tự chủ được bay lên rơi vào trong miệng của hắn thanh dao nuốt thanh người này vào Cặp long nhãn cực lớn chuyển động Thấp giọng cười nói Chẳng lẽ là ngày vô hồn giới mở ra hay sao <laughs> Như vậy đó là một cơ hội thoát thân của ta rồi Rời khỏi cái vùng đất tồi tàn này Đi ra thế giới phồn hoa bên ngoài Chẳng phải là khoái hoạt hay sao Nhưng mà bên ngoài còn có mấy ca thủ bảo vệ Có lẽ mượn thân hình nhân loại sẽ an toàn hơn Thân thể của nó đột nhiên Càng ngày càng nhỏ lại Thậm chí chậm rãi biến thành hình người Diện mạo lại giống với một tên điện tử Trong hai tên quỷ vương tông kia như đúc như là cùng một khuôn khắc ra vậy. Con yêu long này giơ tay hướng dao long đàm ra sức chào một cái, chỉ nghe một tiếng răng sắc vang lên, một tòa cung điện cực lớn bay lên khỏi mặt nước lơ lửng giữa không trung. Tòa cung điện này chiếm hơn 10 mẫu đất, con yêu long kia há mồm phun ra một luồng yêu nguyên, cung điện dần dần nhỏ lại chỉ to bằng cái móng tay, bỗng nhiên bay vào trong miệng của hắn. Những người này hôm nay mới đến nơi đây, đây, còn phải qua một khoảng thời gian nữa mới được rời đi được. Không bằng ta thừa dịp này đi mấy tầng khác trong vô hồn giới Thu lấy vài món bảo bối cường lực Yêu Long thì thảo tự nói Đột nhiên bay lên trời Thẳng hướng trên trời Đi tầng thứ hai của vô hồn giới Lúc bấy giờ Diệp Phúc nhìn tới hết Không khỏi dùng mình thầm nghĩ Còn Yêu Long này lại muốn rời khỏi vô hồn giới Nếu nó đi ra ngoài Thế giới sẽ tràn ngập phong ba đấy Thế nhưng mà cái này là liên quan gì đến ta đấy Diệp Phúc nhún nhún vai rời khỏi giao long đàm mở bản đồ địa hình vô hồn giới ra nhìn một lần thầm nghĩ thành giao giao long đàm hóa thành hình người rời khỏi hang ổ mang hết bảo vật đi mà ngoài hắc thủ lĩnh cũng không có dực tài gì đáng giá coi trọng cả trung tâm lại nhiều đại yêu như cự mãn kia ta hiện giờ chỉ có thể đi đến hoạt hỏa sơn đồng lô cốc vạn yêu quật và tà nguyệt trận mà thôi hắn lặng lặng suy nghĩ một lát lẩm bẩm vạn yêu quật hẳn là một nơi yêu thú tụ tập loại địa phương này chỉ có đệ tử bách khoa cung mới thích đi thôi nếu ta đi thì cùng lắm là giết yêu thú lấy yêu hồn. Đáng tiếc trước khi đến quên hỏi bọn Thạch Trường Thanh xin mấy viên miếng ngọc châu rồi. Ta nguyệt trận hẳn là nơi có rất nhiều trận pháp, ta lại mù tịt thứ đấy, đi cũng không thu hoạch được gì cả. Hiện giờ chỉ còn lại Thiết Lô Cốc cùng Hoạt Hỏa Sơn. Thiết Lô Cốc ta đã đi qua một lần, không biết trong Hoạt Hỏa Cốc cũng sẽ có cái gì đây. Diệp Phúc xem toàn bộ bản đồ, tầng 1 vô hồn giới, không thể cảm thán chủ nhân vô hồn giới, thật là tài tình, bố trí không gian ngọc lâu cực kỳ hợp lý, nơi này có núi sông cây cối hoa cỏ còn có đủ loại yêu thú vu sĩ tu luyện để thăng thực lực luyện đan hái dược mài vu bảo đơn giản là cần vu binh vu bảo trận pháp đan dược yêu hồn lò luyện đan địa hỏa mà những thứ đó đều có thể tìm thấy trong vu hồn giới không gian ngọc lâu của ta sau này cũng phải bố trí như vậy diệp phúc thầm nghĩ hắn đi dọc theo bích ba hà đến lúc đi đến trước đồng lô cốc chỉ thấy có hơn 10 túc người ở trong đấy có nhóm đang thu vu binh có tốt lại đang chém giết lẫn nhau thậm chí thảm án đồng môn tương tàn cũng thường xảy ra loại chuyện này chỉ sợ ở những nơi khác trong vô hồn giới cũng đang diễn ra đây là một hồi cướp đoạt trắng trợn chỉ có lòng dạ độc ác thủ đoạn cao cường mới có thể sống thoải mái ở trên mảnh đất này điều khiến diệp phúc phải cảnh giác là trong những người này lại có không ít kẻ đã đột phá lên tam nguyên cảnh dung nguyên kỳ tiến vào tam chân cảnh vô sĩ tam nguyên cảnh cùng lắm chỉ có thể thao túng vô pháp tế luyện vô binh mà tam thiên cảnh liền có thể tế luyện vu bảo thực lực tăng không chỉ 10 lần từ khi bước vào vu hồn giới đến nay những người từng giao thủ với diệp phúc chưa có ai là cao thủ tam chân cảnh chân nguyên kỳ mà hiện giờ từng lứa vô sĩ chân nguyên kỳ xuất hiện có thể thấy chẳng những bách khoa cung chủ có chuẩn bị mà các tông môn tông chủ khác cũng đều như thế hoạt hỏa sơn ở phía sau đồng lỗ cốc diệp phúc đi vào trong cốc dự định đi ngang qua hiện giờ thực lực của hắn tăng vọt không hề cẩn thận từng chút như trước đây nữa Diệp thiếu bảo mau tới cứu ta Diệp Phúc bỗng nghe được một thanh âm quen thuộc Theo tiếng nhìn qua Chỉ thấy võ Xuân Minh cùng bốn gã vô sĩ Thanh Châu Cũng xâm nhập đồng lô cốc Tính toán ở bên ngoài thu vô binh Đang giao thủ cùng một nam một nữ vô sĩ khác Hai gã nam nữ vô sĩ kia Hẳn là đệ tử của La Sát Môn Nam cao lớn uy mãnh rất có khí phách Nữ xinh xắn lanh lợi nhìn như dịu dàng nhàn thục Hai người bọn họ đều đã tu luyện đến chân nguyên kỳ Luyện giả vi chân Luyện khí hóa thành chân nguyên Chất lượng của chân nguyên so với nguyên khí của dung nguyên cửu phẩm hơn không chỉ 10 lần. Trong đó, vị nữ đệ tử Na Sát Môn kia ra tay còn linh hoạt, sắc bén hơn tên nam vũ sĩ kia. Nguyên khí trên đỉnh đầu bốc lên, hóa thành một cây đàn tranh. Đàn không người gảy mà vang lên tiếng đinh đinh, đong đong, tiếng đàn chơi tai âm luật, thê mỹ, lại mang theo sát khí âm trầm, quỷ bí, giết người trong vô hình. Đột nhiên chiếc đàn tranh trên đỉnh đầu của nàng ta bong bong bạo vang, từng đạo kiếm khí vô hình bắn ra, thân hình một gã vũ sĩ thanh châu đột nhiên chia năm xẻ bảy, đám người võ sơn minh hình như định cướp đoạt vu binh của hai người này lại đùa dẫn nữ đệ tử la sát môn kia không nghĩ đến đã phải một tảng đá cứng mới chọc giận hai người kia không nói câu nào liền động thủ giết người đối mặt một cái liền giết chết một gã vũ sĩ thanh châu diệp phúc đứng một bên nhìn cửa lạnh không nói cũng không nhúng tay vào võ sơn minh giận dữ quát lên họ diệp lương vương lệnh ngươi ở trong vu hồn giới bảo vệ bọn ta không ngờ ngươi lại định khoanh tay đứng nhìn sau khi ra ngoài xem lương vương trích phạt ngươi như thế nào Diệp đà chủ, nếu ngươi không ra tay, đợi sau này chúng ta ra ngoài rồi, liền xuất lính đại đội nhân mã diệt vân môn sơn ngươi. Một gã vũ sĩ thanh châu kêu lên, hm, một đám ngu. Diệp phúc cửa lạnh nói, lương vương lão ca không phải ra lệnh cho ta mà là cầu ta. Tuy nhiên, đầu óc của ta rất nhỏ nhen, muốn ta ra tay cứu sao? Nhìn các ngươi chết còn không kém nhiều đâu. Trong nháy mắt, một gã vũ sĩ thanh châu lại bị giết chết. Võ Sơn Minh kinh hoàng, vội vàng hạ cái giá xuống đau khổ cầu xin Diệp Phúc không động rút cuộc về tên vu sĩ này đều chết thảm ngay cả vu binh và những thứ cất trong ngọc lâu đều bị hai người la sát môn kia cướp sạch đồ không biết sống chết ngay cả lương vương thế ta cũng phải khách khí các người có cái thân phận gì cũng dám ra lệnh cho ta hay sao Diệp Phúc khẽ lắc đầu xoay người đi đến chỗ sâu trong đồng lô cốc đúng lúc này tên nam vu sĩ cao lớn uy mãnh kia hoành thân ngăn trước mặt hắn cười lạnh mà nói tiểu tử Vừa rồi mấy người kia quen biết ngươi Xem ra ngươi cũng không phải là thứ tốt đẹp gì Chúng ta đều là ma đạo vũ sĩ Làm gì có người tốt đấy Diệp Phúc thản nhiên cười nói Hắn biết tâm tư mình quá sâu Cũng không cho rằng mình là người tốt Cô gái trẻ tuổi la sát môn kia khẽ như mày quát Đàm Phong đừng có gây chuyện Đàm Phong quay đầu lại cười nói Nương tử Nàng không gây chuyện Người khác lại đến gây chuyện với nàng Nếu muốn sinh tồn trong vô hồn giới Thì phải độc ác tiêu diệt kẻ khác cướp đoạt của cái đây là một cơ hội hiếm có lần sau vô hồn giới mở ra cũng không có phần cho chúng ta đâu nàng kia im lặng không nói gì hiển nhiên ngầm đồng ý những gì hắn làm Đàm Phong quay lại nhìn Diệp Phúc cười lạnh tiểu tử chỉ cần giao tất cả bảo bối ngươi có ra đây ta tha cho ngươi một con đường sống trong mắt của Diệp Phúc một đạo sắt khí hiện lên mặt lại mỉm cười nói vị sư huynh này đừng tự làm phiền toái kẻo rơi hỏng bỏng không Hừ, làm can Một tiểu vô sĩ có nguyên kỳ Mà cũng dám chân cháo như thế với ta sao Đàm phong đột nhiên vươn tay ra Chân nguyên ảo ảo tuôn ra Tùy ý lao tới Mấy luồng chân nguyên giống như độc xà, đại mãng Một tay liền quân lấy Diệp phúc Dĩ nhiên tính toán chân áp nguyên khí của hắn Lạnh lùng mà nói Vậy ta sẽ giết ngươi rồi cướp đoạt bảo vật của ngươi Cô gái la sát môn thế thế thở dài một tiếng Cũng không ngăn cản Tu vi giờ phúc bọn họ vừa nhìn là biết Chưa tu luyện đến cảnh giới đại nhật như luôn hẳn là vô sĩ cố nguyên kỳ bởi vậy cô gái này cũng không chút nào lo lắng cho đàm phong nàng ta và đàm phong hợp tịch song tu kết làm phu phụ rất hiểu tu vi của hắn đàm phong đã tu luyện đến chân nguyên kỳ xử lý một tên vô sĩ cố nguyên kỳ đương nhiên là quá dễ oanh một tiếng đàm phong chộp tới bàn tay của diệp phúc đột nhiên chia năm xẻ bảy diệp phúc giống như một con man long thân thể khẽ động chân nguyên của hắn bị thân thể mạnh mẽ của diệp phúc phá tan sắc mặt hắn kịch biến quát lớn một tiếng năm sáu kiện vũ binh bay ra khỏi ngọc lâu gào thét chém tới Diệp phúc Những vũ binh đó đều lấy từ đồng lô cốc, tính chất thân xa vũ binh bình thường, vô cùng sắc bén. Hơn nữa, Đàm Phong ra tay cực nhanh, gần như trong nháy mắt, vũ binh liền đi đến đỉnh đầu của Diệp phúc Chỉ nghe tiếng đoang đoang bạo vang, những vũ binh đó đánh thẳng xuống. Ánh lửa văng khắp nơi, thậm chí ngay cả một sợi tóc của Diệp phúc cũng không có chặt đứt được. Nếu như là trước đây Diệp Phúc tuyệt đối sẽ không thác đại như vậy Nhưng hiện nay tu vi của hắn tăng nhiều Lại để mặc cho những vũ binh đó chém lên người mình để kiểm nghiệm cường độ của kiểu chuyển nguyên công. Diệp Phúc vươn tay dùng sức bắt lấy bắt năm kiện vũ binh trong tay chỉ nghe tiếng khanh khách xèo xèo truyền đến những vũ binh đã qua muôn ngàn thử thách kia cứ như vậy bị hắn bóp mát thành bột mịn như thế. Đàm Phong đau lòng khóe mắt như muốn sách ra giận quát lên một tiếng chân nguyên hừng hực thiêu đốt ôn ùn áp tới Diệp Phúc hắn nha răng kề gằn người dám hủy đi vũ binh của lão tử lão tử luyện chết ngươi nhiệt độ chân hỏa cực cao, ngay cả vu binh đều có thể đốt tan ra được. Vu sĩ thường dùng loại chân hỏa này để đúc và tế luyện vu bảo. Nếu tu luyện đến chỗ mạnh, chân hỏa thuần một màu, thậm chí ngay cả vũ bảo cấp thấp đều có thể đốt cháy, cực kỳ lợi hại. Chân hỏa của Đàm Phong vừa mới luyện thành, còn chưa đạt tới cảnh giới thuần thanh, chỉ là màu xanh nhạt nhưng cũng không phải là nhỏ. Là một trong những năng lực mạnh nhất của vũ sĩ chân nguyên kỳ, bởi vậy hắn mới nói sẽ luyện chất Diệp Húc. Chết đi cho ta! chân hỏa nhà tới người Diệp Phúc, hừng hực thiêu đốt, hỏa thế ngập trời, thậm chí ngay cả vài kiện vũ binh bay tới cũng bị đốt cháy sạch. Đàm Phong mừng rỡ trong lòng, lại đúng lúc này, chỉ thấy trong đại hỏa ngập trời kia, một bàn tay màu cam đột nhiên thò ra, rắc một tiếng, lên đặt lên đỉnh đầu của hắn. Dáng hắn cao lớn, chừng 8 xích, bị bàn tay kia nhấn một cái, lập tức ép thành một cái bánh thịt mỏng, chết đến không thể chết lại. Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 26 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại